Chỉ quả quy lực. Chỉ tập bóng quả quy lực. Phòng quả quy lực. Vuông học. Phòng Thanh Dương đập ký các bạn. Không được cái nào luôn. Vâng, chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa Thái Sơn và Vĩnh Châu. Hai đội này tranh nhất nhì luôn mọi người. Lại đây, Phong. Bóng tốt. Một đều. Thì Vinh rồi đó, Nguyên Khang qua quýt lụ mẹ, quýt ruột, nó làm gì Dương rất tiếc, ruột móng. 2-1. Phá bóng không chân lưới, 2 đều. Bóng ngoài rất tiếc. Chỉ vuông trắng bóng tốt. 4-2. Phong quả quy lực. Phong quả quy lực. Đập bóng tốt của Phong. 3-1. Phát bóng ngoài. Học bỏ bóng tốt. 4-5. Bóng còn. Phong. Phong là bóng tốt. Bỏ trắng. Bên đây đều. Đều hơn. Thanh Dương. Bóng vẫn còn. Quá hay. Phong quá dài. Chí. Chí bỏ bóng tốt. Không ơi. Nhân thấy ta chọt nó tự nó chọt giống tôi. Nhân còn quýnh được không? Nhân còn quýnh được không? Cái gì? Thành Dương đập bóng tốt. 6 đều. Không còn. Thành Dương rất tiếc. Thành Dương. Phong chấm bóng tốt. Chí Dương bắn chả bóng tốt. Đi nhậu rồi.
học tập tốt. Điểm 98. Dương. Dương. Dương đập bóng tốt. Chỉnh đều. Phong. Dương chắn bóng tốt. Phát bóng ngoài. Điểm 10 đều. Thành Dương. Bóng còn. Điểm 11-10. Học. Học bỏ bóng tốt. Quá khéo. 11 đều. Không còn. Ai đây? Trí. Quá quy lực. Trí. Quá quy lực. Đập bóng tốt của Trí. Thành Dương. Bóng còn. Phong. Quá khéo. Phong quá khéo. Bỏ bóng tốt. 13-11. Thành Dương. Bóng vẫn còn. Học thủ quá tốt. Hảo. Hảo. Đập bóng tốt chống trắng. Điểm cuối cho tem Thái Sabin. Phát bóng không sang lưới. 12-14. Phong. Phong bỏ bóng tốt, quá khéo, kết thúc set thứ nhất. Tem Thái Sabin tạm dẫn trước 1-0. Vâng, chào mừng các bạn đến với set thi đấu thứ hai giữa Tem Thái Sabin và Vĩnh Châu. Đập bóng không sang lưới. Set thứ nhất Tem Thái Sabin tạm dẫn trước 1-0 các bạn. Chắn bóng tốt của Thanh Dương. Thanh Dương bãi biển và đối đầu với Chí Mexico các bạn. Phong. Phong. Bóng tốt. Điểm 1-2. Bóng còn. Chí. Vườn trắng bóng tốt. Kế. Kế. Đập bóng tốt. Té.
kỹ chả món tốt. Đáp Dương chả món tốt. Chí tập bóng quá quy lực. Chí tập bóng quá quy lực. Điểm 4-5. Thanh Dương chuyền bóng không được đẹp của các bạn. Của các bạn Dương là bóng tốt. Điểm 6-4. Phát bóng ngoài. Điểm 5-6. Vuông. Vuông đập bóng tốt. Bảy năm. Phát bóng không vào lưới. 6-7. Thanh Dương. Thanh Dương đập bóng tốt. 8-6. Bóng ăn tay. 4 không sân lưới. 8 đều. Đỡ bóng hỏng. 9-8 cho Thái Spen. Thanh Dương đập bóng tốt. 9-0. Tiếp tục là Thanh Dương đập bóng tốt. Điểm 10-9. Không quá quy lực. Không chắc. Chị gì nổi. Được quá. Trận này là không nhớ nữa. Này set 2. Này set 2 bên kia thắng 1, thắng trước mình set rồi. Thắng rồi, chung kết. Mua nó rồi đó. Lấy giải luôn, luôn. Bên kia ăn nhất luôn. Bóng tốt. 11 đều. Kỳ gò lắm, này có sân chết nữa. Bên kia ăn cây nhất. Này nhì. Vuông đẩy ra ngoài quá. Xử lý khéo của Vuông. Bên đây ăn thì bánh C3. Bên kia ăn thì kết thúc. Ừ, bánh C3 nói chung bánh C3 nó mới hấp dẫn.
phải không? Quá quy lực. Không sao. Dạ, khó lắm, không dễ ăn hết. Dứa bỏng ăn tay cũng gây gò lắm nha, chứ không phải giỡn đâu á. Bỏng con lưới rồi, trong tài xác định lưới nhân vuông 13 điều. Lỗi thấy không? Quá tốt, Thành Dương đã bóng tốt. Điểm 14-13. Có vào xích 3 hay không? Hấp dẫn và chờ đợi. Điểm cuối cho hai đội. Thành Dương đập bóng tốt. Điểm 15-14 kết thúc, hai đội tạm hòa nhau một đều. Vâng, chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa Thái Sa Bên và Vĩnh Châu. Hai đội tạm hòa nhau một đều các bạn, set thứ 3 nha. Hai đội này là tranh nhất nhị luôn á. Ai ăn là nhất luôn á. Quá quy lực từ trí Mexico. Một không vào bóng không trên lưới, điểm một đều. Chí đập bóng tốt của Chí, quá tốt. Vuông bóng ngoài rất tiếc. Ba một phá bóng không có lưới. Điểm 2-3. Ai đây? Phong quá đẹp, đập bóng tốt. 4-2. Thành Dương chặn bóng tốt. 1-0. 6-2 đổi sân. Thành Dương quá tốt. 3-6. Phong bóng tốt. Thành Dương bóng tốt, không có ai đây. Vuông chỉ chẳng bóng tốt. Tám ba
chỉ quá cao. 9 3 Thành Dương bỗng ăn tài điểm 49. Chỉ điểm tốt. Điểm 14. Thành Dương đập bóng tốt. Năm mười phá bóng tốt. 6-10 bóng còn học quá lẹ. Dương ai đây? Trí Trí đập bóng tốt. Điểm cuối. Bóng còn thủ tốt. Chế Dương chẳng bóng tốt. Phong Phong bỏ bóng tốt. Kết thúc. Tem Thái Sê Bên thắng chung cuộc 2-1.